Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của máy in Vũ Gia. Hôm nay mình làm clip hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng máy scan mặt phẳng HP ScanZG4050. Đây là một máy scan mặt phẳng rất là bền, hình ảnh rất là rõ nét các bạn ạ. Nhìn chung là các bạn sử dụng để scan tài liệu một mặt mặt phẳng, hoặc là các bạn sử dụng để scan hình ảnh làm đồ họa rồi hình thẻ này nọ các thứ đấy, tiệm photo in ấn thì rất là phù hợp. Nhìn chung máy rất là bền, tốt, chất lượng. Bây giờ đi vào cài đặt. Đầu tiên thì các bạn phải cấp nguồn cho máy. Nhìn chung đơn vị cung cấp máy người ta sẽ có một cục nguồn. Cục nguồn các bạn cắm vào cổng nguồn. Rồi cáp USB. Các bạn một đầu gắn máy in, một đầu gắn máy scan, đầu còn lại gắn máy tính. Rồi bật công tắc nguồn. Tiếp theo, trên máy tính các bạn tải phần mềm về cài đặt. Các bạn có thể tìm phần mềm trên Google. Còn đơn giản nhất ở đây thì mình hướng dẫn các bạn là vào website máyincuhcm.com. Đây là website của bên mình. Bên mình driver có để sẵn trên này, các bạn nhấp vô cái menu phía trên tải driver, chọn tải driver máy scan. Các bạn tìm tới cái driver máy scan HP. Đây, HP 4050. Nhìn chung là cái dòng HP 4050 với cái dòng HP G4010, hai cái dòng này cách cài như nhau nha các bạn. Nhìn chung nếu các bạn coi, các bạn có thể coi cách cài của 4050 rồi các bạn áp dụng cho thằng 4010 cũng được. Có điều chỉ khác mỗi cái các bạn tải driver cho đúng thôi, 4010 thôi. Còn của mình đây đang sử dụng là Windows 16 32 bit. Mình sẽ tải bảng 32 bit. Rồi các bạn kéo xuống, click vào download là nó nhảy về. À đây, nó qua cái trang của Medify. Các bạn chờ một xíu. Rồi nhấp vào cái download. Nó là 190 nha các bạn. Mà tắt cái này đi, cái này quảng cáo thôi. Đó, nó đang tải góc dưới này, này. Các bạn chờ nó tải về. Mình show on nó lên cái cho nó dễ nhìn. Rồi. Bây giờ mình chờ nó tải. Phần mềm đã tải về xong. Các bạn nhấp vô show in folder lên. Đây, đây là cái file phần mềm tải về. Các bạn nhấp đúp vô để cài đặt. Mình hạ bớt mấy cái này xuống cho nó gọn. Nó đang chạy các bạn, chờ xíu. Các bạn chờ nó chạy. Nó đang giải nén. Rồi, giải nén xong rồi nó xuất hiện ra cái hộp thoại mới. Nó đang tiến hành cài đặt. Rồi, hộp thoại như thế vậy hiện ra. Các bạn nhấp vào Next. Tiếp tục chạy. Các bạn check cho vào cái ô vuông góc dưới này cho mình này. I have a đây này. Check vô. Rồi chọn Next. Next. Nhìn chung cài đặt này đơn giản lắm. Các bạn cũng chỉ thao tác Next tới thôi chứ còn cũng không phải làm gì nhiều đâu. Mục đích chính là đi vào phần tí hướng dẫn sử dụng ạ. Rồi các bạn chờ nó cài. Rồi máy đang chạy tới cái phần Intune Software. Các bạn tiếp tục chờ đợi. Chạy một hồi nữa, máy hiện ra cái hộp thoại như vậy. Connect you scanner, các bạn nhấn OK. Rồi tiếp tục chờ đợi. Máy chạy. Rồi khi nó chạy xong, nó xuất hiện ra cái hộp thoại như vậy. Có nghĩa là các bạn đã cài đặt thành công rồi đó. Các bạn ấn vào Finish. Cái phần dưới cùng này nó là config. Nó kêu mình đăng ký này nọ thôi, cái đó không cần thiết. Rồi nó trở về cái hộp thoại như vậy. Các bạn nhấp vào cái biểu tượng gạch chéo ở trên này, tắt nó đi. Xong. Các bạn đã cài đặt thành công máy scan HP 4050. Để sử dụng tốt, các bạn nên khởi động lại máy tính. Nếu các bạn không khởi động lại, nó hay xảy ra một số sự cố là scan không được, hoặc là bị lỗi trong quá trình scan đấy các bạn. Nên các bạn phải khởi động lại máy tính. Rồi, máy tính đang khởi động lại. Rồi, máy tính đã khởi động lại. Khi các bạn cài đặt driver xong á, phần mềm xong á, thì trên màn hình desktop á, nó xuất hiện cái biểu tượng HP scan. Đây là cái phần mềm dùng để scan nha các bạn. Các bạn nhấp đúp vô, mở lên scan thử.
Trên đây á, nó có rất là nhiều cái tùy chọn cho mình đây này. Cái gì ken, cái gì đây mình chả hiểu nữa, nhưng mà ken cái này á, nếu các bạn muốn là ken xuất ra file hình ảnh á, thì các bạn chọn là picture to file. Các bạn ý nhé, trong đây nhiều cái nó rối lắm, có nhiều khách hàng khi mua xong về đến lúc phải chọn linh tinh ken không được, cứ kêu là máy bị lỗi, thực tế là chọn chọn sai đó. Nếu ken hình ảnh xuất ra file JPEG thì chọn picture to file, còn thông thường là văn phòng hay là ken file PDF thì PDF ở đây á, nó lại có mấy tùy chọn đó, hai cái tùy chọn này các bạn chú ý này. Các bạn ken là các bạn chọn là cái tùy chọn document to PDF file chứ không phải là cái dưới này nhé, cái trên này nhé. Nếu các bạn muốn ken file PDF thì các bạn chọn này cho mình đó. Hôm nay mình hướng dẫn chủ đạo là ken file PDF nhé. Các bạn chọn document to file, sau đó click vào nút ken. Ở đây, đây là định dạng mà nó cho mình, và đến đây thì nó cũng lại cho mình chọn định dạng tùy nữa. Các bạn nếu muốn thay đổi, các bạn có thể chọn hình, hoặc các bạn chọn file PDF, các bạn cũng có thể thay đổi ở đây được. Rồi, đây là tên file, ở đây nơi lưu trữ file. Mình cho ra desktop đi nhé, để thử cho nó dễ. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào một cái văn bản đi. Đây là cái phiếu dịch vụ bán hàng ở bên mình, cái dịch vụ bán máy ở bên mình. Các bạn cần tham khảo thông tin gì cứ truy cập vào website bên mình hoặc liên hệ số điện thoại để bên mình hỗ trợ nhé. Đó, đây là phiếu dịch vụ bên mình. Các bạn bỏ sát vào góc, cái quạt của mình nó quay. Rồi các bạn bỏ sát góc bên này, sát góc bên này các bạn thấy này, có cái ấy này. Các bạn bỏ cái văn bản, cái chiều quay lên và sát góc bên này. Rồi các bạn cũng đậy nắp lại, nhấp vào OK để scan. Nếu các bạn cài đặt thành công thì nó sẽ scan cho các bạn. Còn nếu các bạn cài đặt không thành công thì đến cái bước này nó không scan đâu, nó báo lỗi luôn. Thì các bạn coi lỗi gì để khắc phục. Rồi, bây giờ mình muốn scan bản tiếp theo thì mình ví dụ đây mình có thêm một cái văn bản nữa này, mình sẽ bỏ vào đây. Nó cho phép mình ken nối nhiều trang thành một file nha các bạn nhé. Nhiều văn bản thành một file nhé, chứ không phải là ken cái file nào biết file đó đâu. Nó cho phép các bạn ken nối tiếp 5-7 tờ, tập chục tờ hay gì đó, không quan trọng. Các bạn muốn ken bao nhiêu, click vào đây này. Các bạn thấy này, trên này có mấy cái tab này. Thì cái tab đầu tiên là cái tab dùng để ken này. Thì các bạn click vào chữ Apply này đó. Các bạn muốn ken bao nhiêu cũng được, cứ xong trang này úp trang kia vào rồi click vào Apply để ken thôi. Rồi, nó xong trang thứ hai. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ken một trang thứ ba. Nhưng mà trang thứ ba này mình sẽ ken một cái tấm hình nhỏ. Đây mình có cái tờ lịch. Có cái tờ lịch nhỏ. Rồi. Mình cũng tiếp tục click vào chữ SV. Để nó tiếp tục nó ken tiếp. Cái tờ lịch của mình nó bị nhỏ đây này. Các bạn để ý này, ở trên này nó có những công cụ đây này, nó cho phép mình chỉnh sửa ánh sáng này, rồi crop này, rồi xoay này, đây xoay này, xoay này, rồi crop này. Bây giờ ví dụ bây giờ mình dùng cái chức năng là crop đi, để mình crop lại lấy cái vừa tờ lịch thôi, vì nó dư xung quanh nó dư nhiều quá. Các bạn nhấp vào cái biểu tượng crop đây này, đó, crop này. Các bạn lấy vào vừa cái hình của mình thôi. Ví dụ như các bạn ken chứng minh hộ khẩu hoặc ken cái gì đó mà nó nhỏ nhỏ thì các bạn lấy vừa cái của các bạn cần lấy thôi. Sau đó các bạn chuyển qua lại đây là tự động nó sẽ lấy đúng cái phần vùng đó. Ở đây mình có hiện tại có 3 trang các bạn này. Đó. 3 trang văn bản này. Rồi. Những cái tính năng này các bạn có thể tự tìm hiểu. Màu sắc này, crop này, rồi xoay ngang xoay dọc này. Đó, xoay ngang xoay dọc này, nhìn vào cái biểu tượng đó là các bạn hiểu thôi. Rồi, xong. Các bạn ấn vào Finish để lưu lại. Cái quá trình này nếu như ít trang thì lưu nhanh và nhiều trang thì lưu lâu. Rồi, đấy. Ngoài desktop xuất hiện cái file mới. Cái file này là mình mới scan xong. Bây giờ mình mở lên coi thử. Đây. Cái phiếu dịch vụ bên mình. Máyinvuza.com, website bên mình. Các bạn vào tham khảo sản phẩm nhé. Đây là mình có 3 trang. Rất là đẹp các bạn thấy không? Hình ảnh nói chung là đen, nền trắng rõ nét. Đó, nhất là những cái hình có tấm hình màu này,
màu sắc rất là đẹp luôn các bạn. Cái dòng HP này tốt lắm đấy, HP 4050 này. Nói chung là các bạn mua là thiết kế đồ họa mà Ken hình ảnh là tuyệt vời đó các bạn. Cực bền luôn, máy tốt, hình ảnh rõ đẹp. Đấy là mình hướng dẫn các bạn cách scan. Còn là trong quá trình sử dụng thì lâu lâu cái kính này này nó bị dơ này, thì các bạn cứ lấy cái giấy vệ sinh nhé, các bạn xịt một ít nước lau kính vô cái giấy vệ sinh nhé, đừng được xịt nhiều quá nhé, ẩm ẩm thôi, các bạn lau vệ sinh kính rồi thôi, chứ ngoài ra chẳng có gì để làm cả đối với dòng cái kem mặt phẳng. Và một cái lưu ý thứ hai nữa đó là có thấy cái đèn nó sáng phải không, cái đèn nó sáng này, nếu các bạn không sử dụng nữa các bạn phải tắt nguồn đi nhé, công tắc nguồn phía sau đây này, không xài nữa tắt nguồn đi. Còn nếu như không xài nhiều ngày, thậm chí không xài cả tháng, rút điện ra khỏi cái cục adapter này, vì điện nó vào cục adapter này nó mất công để lâu rồi nó xảy ra sự cố gì đó không hay. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái máy scan mặt phẳng của hãng HP, model là HP Scan ZG4050. Các bạn thấy video hữu ích thì để lại cho mình một lượt like và có thể đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới mình ra. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.